máy chạy 12V, 12V, đang tới được bình 100. Con này là chạy 30A1943. Đây, con này đánh thuyền chuyên lóc, rút về vật lóc chép rút về vật, mà với điều kiện là các anh em phải là mô tả đúng nguồn nước thì bên em lắp ráp nó mới đạt đúng yêu cầu được. Đấy, xoay qua thì có 7 số, 147 và rành thanh. Đấy, đây là công tắc cò bóp, hiện tại em đang nấu test. Đây là vợ và mát, anh sẽ test thử với cái bóng 1.000 kia. Đây, sẽ là tiếng máy như thế này. Đấy, số 1 này. Sáng rất khoảng anh em. Đây, đây đang đánh đất yếu á, nó đất rành á. Chuyển qua đây đất mạnh nè. Máy chạy rất khỏe. Cái này nếu mà anh em mô tả đúng nguồn nước thì lóc chép rồi phải chạy về vợt luôn. Đó là máy một vé anh em. Chuyên đánh như không sao không đập. Đấy. Đây tổng quan con máy, anh em có gì liên hệ em là Kích Cá Quảng Ngãi 0981 857 767. Quay tổng quan cho anh em xem.